Xin chào tất cả quý vị và các bạn, mời các bạn xem thông tin cập nhật giá tôm ngày hôm nay. Trang thông tin thủy sản kính chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả. Giá tôm thẻ nguyên liệu ướp đá kiểm kháng sinh ở khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 25 con 157.000 đồng, 30 con 146.000 đồng, 40 con 120.000 đồng, 50 con 108.000 đồng, 60 con 106.000 đồng, 70 con 105.000 đồng, 80 con 101.000 đồng. Giá tôm thẻ oxy kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 20 con 210.000 đồng, 25 con 180.000 đồng, 30 con lớn 160.000 đồng, 30 con nhỏ 155.000 đồng, 40 con lớn 130.000 đồng, 40 con nhỏ 125.000 đồng, 50 con 118.000 đồng, 60 con 112.000 đồng. Giá tôm thẻ oxy kiểm kháng sinh khu vực Bến Tre, Trà Vinh như sau: 25 con 180.000 đồng, 30 con lớn 160.000 đồng, 30 con nhỏ 155.000 đồng, 40 con lớn 126.000 đồng, 40 con nhỏ 123.000 đồng, 50 con 118.000 đồng, 60 con 112.000 đồng, 70 con 107.000 đồng. Tôm thẻ oxy khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 20 con 205.000 đồng, 25 con 175.000 đồng, 30 con 155.000 đồng, 40 con 125.000 đồng, 50 con 118.000 đồng, 60 con 115.000 đồng. Liên hệ 0793652820, gặp thân